Taxi truyền thống chơi lầy giữa tài xế và lãnh đạo Vinasun đổ lỗi cho nhau về việc dán khẩu hiệu phản đối Uber và Grab. Sáng ngày 8 tháng 10, hàng loạt taxi của hãng Vinasun dán khẩu hiệu ở đuôi xe với nội dung yêu cầu Uber và Grab phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, đề nghị dừng thí điểm Grab và Uber vì quá nhiều bắt công về điều kiện kinh doanh. Khẩu hiệu không quá đáng lắm, Nói về nguồn gốc của khẩu hiệu này, anh BTK, 1 tài xế Vinasun cho biết, từ tối qua các tài xế được phát mỗi người một đến hai khẩu hiệu để dán lên xe của mình. Thấy nội dung đúng phù hợp với những bức xúc của anh em tài xế, nên chúng tôi thực hiện anh ca bày tỏ. Trao đổi với phóng viên, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, Taxi Vinasun, xác nhận có hiện tượng trên và thông tin đó là tình trạng tự phát của một số tài xế Tuy nhiên, ông Hỷ cho rằng nội dung khẩu hiệu không quá đáng lắm. Trước mắt, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và có những hướng giải quyết. Hiện vẫn chưa biết bao nhiêu xe treo khẩu hiệu, ông Hỷ nói. Sau khi nghe ông Hỷ đổ lỗi cho tài xế, trên nhiều diễn đàn mạng, cánh tài xế đã tỏ ra bức xúc. Anh NNL, một tài xế Vinasun cho biết, việc dán khẩu hiệu là do công ty kêu gọi và công ty tự in, chứ không phải chúng tôi làm. Tối cùng ngày đã có rất nhiều tài xế ký vào lá đơn cho rằng Vinasun phụ trách nhiệm, đồng thời thao gỡ khẩu hiệu ra khỏi xe. Trong khi đó đại diện hãng taxi Mai Linh khẳng định tại thành phố Hồ Chí Minh chưa có tình trạng trên, chỉ ở Hà Nội xuất hiện nội dung tương tự nhưng số lượng rất ít. Uber, Grab không quan tâm. Ông Nguyễn Anh Tuấn giám đốc Grab Việt Nam cho biết hành động của tài xế Vinasun không ảnh hưởng đến đơn vị và ông không quan tâm đến chuyện này. Tương tự, đại diện hãng Uber Việt Nam cũng không bình luận và không có động thái phản đối. Ở góc độ pháp lý, theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Đức Chánh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, tài xế của Vinasun dán trên taxi có dấu hiệu hành vi được xem là dèm pha doanh nghiệp khác. Căn cứ vào Điều 39 Luật Cạnh tranh và Nghị định 71-2014 của Chính phủ, dèm pha doanh nghiệp khác là hành vi đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chánh và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác. Trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố được thuộc trung ương trở lên sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Phạm Ngọc Phương đánh giá cách làm của hãng Vinasun là trò con nít và hành vi này đã vô tình hạ thấp uy tín của doanh nghiệp. Bà Phương nhìn nhận, nếu thấy đối thủ làm ăn không lành mạnh, không chấp hành theo luật thì Vinasun nên khởi kiện. Theo bà Phương, sau sự cố này chắc chắn sẽ có rất nhiều tài xế bỏ việc ở hãng vinasun ông tạ long hỷ nói biết việc tài xế dán từ hôm trước nhưng sao không ngăn chặn để rồi sự việc kéo dài diễn ra đến hôm sau việc đổ lỗi trách nhiệm cho tài xế sẽ phần nào gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của nhân viên bà phương phân tích Trước đó, Hiệp hội Taxi tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội không ít lần ban hành văn bản kiến nghị dừng khẩn cấp đề án thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Grab Uber. Trong đó, đại diện hãng Vinasun đã từng tuyên bố kiện taxi công nghệ tới cùng. Tuy nhiên, để có thể hoạt động được, các hãng taxi truyền thống cũng đưa ra ứng dụng đặt xe bằng điện thoại thông minh, cụ thể như công ty cổ phần Anh Dương Việt Nam, V. Kha, công ty cổ phần vận tải 57 Hà Nội, Thành Công Kha, công ty cổ phần Sun Taxi, S. Kha, công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh, Mai Linh Kha. Chuyên gia giao thông Trần Long Tùng nhận định, nếu càng kéo dài tình trạng này, chắc chắn việc mâu thuẫn giữa hai đơn vị taxi truyền thống và công nghệ sẽ lên đền điểm theo ông, để chấm dứt cuộc chiến taxi thì cơ quan quản lý nhà nước phải có những quy định mới dành cho taxi truyền thống, miễn bỏ nhiều loại thuế mà hiện nay taxi truyền thống đang phải gánh chịu, đưa hai loại hình kinh doanh về một để có thể dễ quản lý, với những cơ sở vật chất của các hãng taxi truyền thống đang sở hữu và nếu họ đồng ý đổi mới ứng dụng các công nghệ tiên ích theo hoạt động như Uber, Grab thì chắc chắn không còn thất thuế, ông Tùng kỳ vọng các hãng taxi cảnh báo tài xế. Trao đổi với phóng viên lãnh đạo hãng Sài Gòn Hoàng Long, Vina Taxi, Taxi Happy cho biết đơn vị không chủ trương và sẽ không có những hành động treo băng rôn phản đối các hãng taxi công nghệ. Tôi thấy cách làm của taxi Vinasun hơi kỳ cục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín doanh nghiệp. Chúng tôi cũng có cảnh báo tài xế, dù bức xúc nhưng không nên làm như vậy, lãnh đạo một hãng taxi hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ. gần 6.000 nhân viên Mai Linh thôi việc. Tiếp nối Vinasun, nhân sự của tập đoàn Mai Linh đã giảm hơn 20% trong nửa đầu năm 2017. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh vừa công bố tiếp tục cho thấy bức tranh không máy tươi sáng về hoạt động kinh doanh taxi. Doanh thu thuần của Mai Linh trong 6 tháng đầu năm giảm hơn 5% cùng kỳ, chỉ còn gần 1.722 tỷ đồng, Tuy nhiên, các khoản chi phí bán hàng và quản lý tiếp tục xu hướng gia tăng khiến tập đoàn ghi nhận khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 47,5 tỷ, gần gấp đôi nửa đầu năm 2016. Lợi nhuận khác giảm 16%, chủ yếu do kết quả thanh lý tài sản cố định trục giảm khiến lợi nhuận sau thuế của tập đoàn chỉ còn gần 29 tỷ đồng, chưa tới một nửa so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là tổng số nhân viên của Mai Linh tính đến cuối kỳ báo cáo chỉ còn gần 24.000 người, giảm gần 6.000 người tương đương 20% so với thời điểm cuối năm 2016. Đà giảm mạnh về nhân sự của Mai Linh cũng tương đồng với một đại gia khác trong lĩnh vực kinh doanh taxi là Vinasun, tính đến cuối kỳ 2, nhân sự của hãng này cũng giảm gần 8.000 người. Mặc dù có lãi trong nửa đầu năm 2017, tuy nhiên con số khiêm tốn này vẫn chưa thể bù đắp được kết quả thua lỗ sau giai đoạn dài trước đó của Mai Linh. Tính tới cuối kỳ 2, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 800 tỷ đồng, sắp xỉ 80% vốn điều lệ. Tổng tài sản tại ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Mai Linh cũng giảm hơn 300 tỷ so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do giảm tài sản cố định, dù vậy, phần lớn tài sản của công ty hiện tại, tài trợ băng nợ phải trả, khoảng một này đến cuối quý 2 là gần 4.800 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng nguồn vốn. Cũng trong báo cáo mới công bố, với khoản lỗ lũy kế và sự chênh lệch hơn 1.300 tỷ đồng giữa tổng nợ ngắn hạn và tổng tài sản ngắn hạn, kiểm toán viên đã đưa ra đánh giá, nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn. Trong thông điệp gửi các cổ đông hồi đầu năm, ông Hồ Huy chủ tịch hội đồng quản trị Mai Linh đã nhắc đến Uber và Grab như một trong những nguyên nhân chính khiến 2016 trở thành một năm khó khăn của Mai Linh và các hãng taxi truyền thống. Người đứng đầu của Mai Linh cho rằng hoạt động của Uber và Grab tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã khiến thị trường taxi cạnh tranh khốc liệt, trong đó sự bất bình đẳng về thuế và các điều kiện kinh doanh khác gây thiệt hại lớn cho doanh thu của mình cũng như các hãng taxi truyền thống khác. Theo số liệu chính thức, chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, số lượng taxi Uber và Grab ở thành phố Hồ Chí Minh đã lên tới 21.000 xe, nếu kể cả xe chạy lụi không đăng ký ước tính phải đến 25.000 xe, trong khi quy hoạch taxi của thành phố Hồ Chí Minh đến nay chỉ cho phép tổng cộng 11.000 xe đến 12.000 xe, làm trật tự giao thông đô thị bị phá vỡ, kẹt xe nghiêm trọng. Nhà nước thất thu thuế, Chủ tịch Mai Linh cho biết. Mai Lên họp bất Thường ban chuyện chạy xe ôm, xe lam và xe lôi Nếu được thông qua, Mai Lên miền Bắc sẽ chính thức đưa vào vận hành hệ thống xe ôm của mình ngay trong tháng 10 này. Như một hành động khẳng định quan điểm mình từng đưa ra, công ty con của tập đoàn Mai Lên là công ty cổ phần Mai Lên miền Bắc vừa thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ Đông Bắc Thường để lấy ý kiến tham gia vào thị trường vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi và xe máy. Nếu được thông qua, Mai Linh miền Bắc sẽ chính thức đưa vào vận hành hệ thống xe ôm của mình ngay trong tháng 10 này. Trước đó, Mai Linh cũng cho biết sẽ ra mắt loại hình xe ôm công nghệ tương tự như Uber và Grab với tên gọi là m -Buy. Mức giá cước doanh nghiệp taxi này đưa ra cho loại hình xe ôm là 11.000 đồng trên 2 km đầu tiên, mỗi km sau tính cước 3.800 đồng trên 1 km. Giá này bằng với Grab và đắt hơn Uber Moto 100 đồng trên 1 km. Mai Linh cũng thông tin sẽ triển khai em bay premium với giá cước gấp đôi em bay thông thường. Trước Mai Linh, Vinasun là doanh nghiệp taxi đầu tiên ứng dụng công nghệ vào hệ thống với việc ra mắt VNF app đặt xe trực tiếp trên di động vào tháng 5 năm 2015. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ cũng không giúp giá cước Vinasun rẻ đi, nên ứng dụng của hãng taxi lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh này nhanh chóng dừng mờ nhạt. Nếu Mai Linh gia nhập thị trường vận tải hai bánh, sẽ đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam có một ông lớn taxi rẽ lối đi làm xe ôm. Việc chuyển sang kinh doanh xe ôm công nghệ cũng có thể coi là canh bạc với Mai Linh, khi chi phí để vận hành hệ thống này khá lớn, trong khi tiềm lực tài chính hiện tại của Mai Linh tương đối hạn hẹp. Hiện Mai Linh đang trải qua giai đoạn khó khăn trong hoạt động kinh doanh khi kết quả lợi nhuận liên tục lao dốc. Theo báo cáo tài chính bán niên của tập đoàn Mai Linh, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế cùng sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nửa đầu năm 2017, Mai Linh đạt 1.722 tỷ đồng doanh thu thuần và chỉ thu về 29 tỷ đồng lãi sau thuế giảm dần 5% và hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tại Mai Linh miền Bắc, đơn vị chuẩn bị vận hành hệ thống xe ôm, kết quả kinh doanh cũng không mấy khả quan. 6 tháng đầu năm, công ty này chỉ thu về 525 tỷ đồng doanh thu và 12,5 tỷ đồng lãi sâu thuế, giảm lần lượt 7% và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tính đến, đến hết quý 2, tập đoàn Mai Linh đang có khoản lỗ lũy kế lên tới gần 800 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ. Thậm chí, với khoản lộ lũy kế và sự chênh lệch hơn 1.300 tỷ đồng giữa tổng nợ ngắn hàng và tài sản lưu động, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn. Ngoài ra, để khắc phục yếu điểm của bộ máy công kinh, hệ thống nhân công lớn, Mai Linh đã cắt giảm tới gần 6.000 nhân viên chỉ trong nửa đầu năm. Doanh nghiệp này từ 30.000 nhân viên hiện còn khoảng 24.000 người. Mai Linh miền Bắc hiện là đơn vị vận hành hệ thống taxi Mai Linh gồm 16 công ty con hoạt động từ Hà tỉnh trở ra khu vực phía Bắc. Tháng 8 vừa qua, công ty cũng đã niêm yết hơn 48,6 cổ phiếu trên sàn Omcom với giá tham chiến 11.500 đồng trên một cổ phiếu. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh kém hiệu quả cùng sự cạnh tranh lớn trên thị trường khiến Mai Linh mất dần thị phần. Cổ phiếu cũng sụt giảm gần 70% giá trị, chỉ giao dịch với giá 3.500 đồng trên một cổ phiếu. Tường trả lời phóng viên, Chủ tịch Mai Lê Nông Hồ Huy khẳng định, trong chiến lược cạnh tranh với Uber, Grab, ông không lấy kiện cáo làm chính mà phải học hỏi hai loại hình này. Nói một cách nghiêm túc là cần phải học hỏi hai sản phẩm Uber và Grab, một là của châu Á và một là của châu Âu. Tuy nhiên, có một điều là quan điểm văn hóa kinh doanh của họ, tôi lại không đồng ý, ông Hồ Huy nói. Ông Hồ Huy cũng chỉ ra ưu điểm của các hãng vận tải truyền thống hiện nay so với Uber và Grab, chính là bộ máy công kênh hệ thống nhân công lớn kiêng các hãng đau đầu trong quá trình áp dụng công nghệ